Arsenal chọn xong người thay thế Unai Emery. Nhà báo thân cận với Arsenal là David Ornstein đã tiết lộ vị trợ lý huấn luyện viên Freddy Lundberg sẽ là cái tên ngồi vào chiếc ghế nóng tại Emirates nếu như Unai Emery bị sa thải. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ The Athletic, David Ornstein đã tiết lộ một vài thông tin về nội bộ của Arsenal. Nhà báo của tờ BBC này nổi tiếng là người nắm khá rõ tình hình của pháo thủ khi luôn đưa tin về đội bóng này với độ chính xác rất cao. Theo Ornstein, Lundberg được các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo đánh giá rất cao và sẽ là sự lựa chọn số 1, chí ít là trong vai trò tạm quyền nếu như Emery bị trảm. Hiện tại, cựu tiền vệ Ngô Thụy Điển đang là một trong các trợ lý của Emery tại sân Emirates. Freddy Lundberg là một huyền thoại của Arsenal khi anh từng là thành viên trong đội hình bất bại của pháo thủ. Tiền vệ Ngô Thụy Điển từng có thời gian làm trợ lý huấn luyện viên tại Wolfsburg cũng như nắm quyền tại đội trẻ U23 Arsenal. Lundberg cũng có công rất lớn trong việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và giúp họ có bước tiến lên đội 1 như Joe Willock hay Bukayo Saka. Ornstein còn cho biết Lundberg là mẫu người rất tham vọng. Freddy sẽ không ở lại nơi nào đó quá lâu nếu như anh ấy nghĩ mình không có cơ hội thăng tiến ở đó. Ngoài ra, nhà báo này còn tiết lộ thêm rằng Mikel Arteta đã chờ đợi một cuộc gọi để trở thành người dẫn dắt Arsenal, nhưng ban lãnh đạo pháo thủ lại chuyển hướng sang Unai Emery vào phút chót. Đây đã là mùa giải thứ hai của Unai Emery tại Arsenal. Thành tích đáng kể nhất mùa trước của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha này là giúp pháo thủ lọt vào đến trận chung kết Europa League. Pháo thủ đang có những sự bổ sung chất lượng ở mùa hè cùng những tài năng trẻ triển vọng trong đội hình hiện tại. Giám đốc bóng đá Rahul Sanlehi đã đặt mục tiêu phải quay trở lại Champions League ở mùa giải năm nay dành cho Unai Emery, và nếu không làm được, rất có thể huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ phải rời khỏi chiếc ghế nóng tại Emirates. Arsenal hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau 8 vòng đấu. Pháo thủ cũng đang dẫn đầu tại cúp C2 và tiến vào vòng 4 cúp, và sẽ có cuộc chạm trán với Sheffield United ở vòng đấu tiếp theo.